Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, trang 24 đến trang 27, tuần 21, bài 1. Từ bản nhạc bị đánh rơi. Thì ở tuần 21 này chúng ta sẽ theo dõi chủ điểm nghệ sĩ Tí Hon. Đầu tiên là phần khởi động, chia sẻ với bạn về một bài hát. Em thích theo gợi ý tên bài hát, tác giả, lời bài hát. Thì ở phần khởi động này, các em hãy chọn một bài hát mà mình thích và chia sẻ về bài hát đó theo gợi ý. Tên bài hát là gì? Tác giả bài hát là ai? Lời bài hát như thế nào? Rồi nội dung bài hát là gì? Giai điệu bài hát ra sao? Ví dụ như các em chọn bài hát Em là hoa hồng nhỏ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. Thì các em nghe và chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn là tên bài hát là Em là hoa hồng nhỏ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. Rồi, lời bài hát như thế nào? Rồi, nội dung bài hát là gì? Giai điệu bài hát ra sao? Như vậy, ở phần khởi động này thì các em sẽ chọn một bài hát mà mình thích và chúng ta sẽ chia sẻ về bài hát. Tiếp theo là phần khám phá và luyện tập số 1 nhỏ, đọc và trả lời câu hỏi. Từ bản nhạc bị đánh rơi. Một hôm trước khi đi làm, ông Leopold đưa cho Moya bản nhạc ông viết tặng con gái chủ rạp hát nhân dịp sinh nhật. Ông bảo con trai đến nhà trao bản nhạc cho ông chủ rạp hát. Lúc qua cầu, vì mãi ngắm cảnh, Moya đánh rơi bản nhạc xuống sông. Cậu buồn bã quay về, ngồi vào đàn và nảy ra sáng kiến, viết một bản nhạc mới thay cho bản nhạc đã đánh rơi. Hôm sau, ông Leopold tới nhà ông chủ rạp hát. Ông ta rối rít cảm ơn và bảo con gái đàn cho Leopold nghe. Ngay từ những nốt đầu tiên, ông phát hiện đấy không phải là bản nhạc mình viết. Những người nghe đàn đều tấm tắc khen bản nhạc trong sáng rất đáng yêu. Về tới nhà, nghe Moya kể lại, ông xoa đầu con và nói, con đã viết được bản nhạc rất hay, và tin sau này con sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn. Bấy giờ, Moya mới 6 tuổi. Sau đấy không lâu, Moya trở thành nhạc sĩ nổi tiếng khắp thế giới, theo Lê Anh Tuấn, Bùi Anh Tú. Như vậy, các em vừa theo dõi bài viết từ bản nhạc bị đánh rơi. Thì Moya ở trong bài, trong bài đọc của chúng ta nói về Moya. Moya ở đây, sinh năm 1756, mất năm 1791, là nhà soạn nhạc người Áo nổi tiếng ở thế giới. Về nội dung bài đọc, thì bài đọc nói về tài năng âm nhạc của Moya bộc lộ khi ông 6 tuổi. Sau này ông trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Cha của Moya đưa cho cậu bản nhạc để làm gì? Thì các em hãy đọc kỹ bài đọc. Đọc kỹ đoạn văn thứ nhất để xem cha của Moya đưa cho cậu bản nhạc để làm gì? Thì ở đoạn văn thứ nhất, cha của Moya được đưa cho cậu bản nhạc để tặng cho con gái chủ rạp hát nhân dịp sinh nhật. Tiếp theo câu 2, do đâu Moya nảy ra sáng kiến viết một bản nhạc mới thay cho bản nhạc của cha? Thì các em hãy đọc kỹ đoạn văn thứ hai để biết được do đâu Moya nảy ra cái sáng kiến viết một bản nhạc mới thay cho bản nhạc của cha. Thì các em đọc kỹ đoạn văn thứ hai thì chúng ta thấy là
Giờ lúc qua cầu, vì mãi ngắm cảnh, Mồ Già đánh rơi bản nhạc xuống sông, cậu buồn bã quay về, ngồi vào bàn và nảy ra sáng kiến viết một bản nhạc mới thay cho bản nhạc đã đánh rơi. Tiếp theo câu số 3, tìm từ ngữ được dùng để khen bản nhạc của Mồ Già. Thì các em hãy đọc kỹ đoạn văn thứ 3 và đoạn văn thứ 4 để tìm ra những cái từ ngữ được dùng để khen bản nhạc của Mô Gia. Thì ở trong hai đoạn văn này, từ ngữ được dùng để khen bản nhạc của Mô Gia đó là trong sáng, đáng yêu và hay. Tiếp theo câu 4, vì sao cha của Mô Gia tin rằng sau này con mình sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn? Thì các em đọc kỹ lại đoạn văn thứ 3 để biết được vì sao cha của Mô Gia đã tin rằng sau này con mình sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn. Vì cha của Mô Gia tin rằng sau này con mình sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn là vì ngay từ những nốt nhạc đầu tiên cất lên, ông đã biết không phải là bản nhạc của ông nhưng nó lại rất hay, trong sáng và đáng yêu. Và sau khi nghe Mô Gia kể lại câu chuyện thì ông tin rằng con mình sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn. Tiếp theo câu số 5, chọn tên phù hợp để đặt cho câu chuyện và nêu lý do em chọn. Bản nhạc thay thế, bản nhạc nổi tiếng, thời thơ ấu của Mô Gia, sáng kiến của Mô Gia. Như vậy các em hãy chọn tên phù hợp để đặt tên cho câu chuyện và giải thích là vì sao em lại chọn tên ấy. Thì ở đây cô ví dụ như em chọn tên là sáng kiến của Mô Gia. Thì chúng ta thấy cái bản nhạc là cái sáng kiến ý tưởng của Mô Gia suy nghĩ và viết ra. Như vậy nếu em chọn là sáng kiến của Mô Gia thì chúng ta sẽ nói là do bản nhạc là do sáng kiến ý tưởng của Mô Gia đã suy nghĩ và viết ra. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, đọc một bài thơ về một môn nghệ thuật hoặc là một bài thơ thiếu nhi em thích. A. Viết vào phiếu đọc sách những điều em biết. Tên bài thơ, tác giả, hình ảnh đẹp, cách em tìm bài thơ. Như vậy thì các em hãy sưu tầm những câu chuyện, những bài thơ về nghệ thuật hoặc là nghệ sĩ ở trong sách, báo, tạp chí để chúng ta đọc và chúng ta sẽ viết vào phiếu đọc sách những điều em thích. Ví dụ như là tên bài thơ là gì nè, tác giả bài thơ là ai, hình ảnh đẹp trong bài thơ là hình ảnh nào, rồi cách em tìm ra bài thơ bằng cách nào, rồi câu thơ có những cái hình ảnh đẹp nào. Rồi tiếp theo ở đây cô ví dụ như là đây là bài thơ múa theo Trần Nguyên Đào. Thì sau khi chúng ta đọc bài thơ thì chúng ta sẽ viết vào phiếu đọc sách là tên bài thơ. Ví dụ như là bài thơ tên là Múa, tên tác giả Trần Nguyên Đào. Cách em tìm bài thơ là em thấy bài thơ trên báo, hình ảnh đẹp đó là diễn viên múa càng uyển chuyển quạt xè, trán đẫm mồ hôi. Rồi sau khi chúng ta tìm đọc, chúng ta viết những thông tin theo gợi ý thì các em sẽ chia sẻ với bạn hình ảnh em thích được nhắc đến trong bài thơ. Ví dụ như là ở trong bài thơ Múa thì bạn đã thích tìm thấy bài thơ trên báo Mặt Trời Đỏ. Tớ thích một hình ảnh rất đẹp trong bài thơ đó là diễn viên múa càng uyển chuyển quạt xòe trán đẫm mồ hôi. Rồi tiếp theo là phần luyện viết ôm chữ hoa và chúng ta viết từ, viết câu. Tiếp theo là mở rộng vốn từ.
Một xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Ở đây chúng ta có 3 nhóm. Chỉ môn nghệ thuật, B chỉ dụng cụ khi tham gia hoạt động nghệ thuật, C chỉ cảm xúc khi tham gia hoạt động nghệ thuật. Thì ở đây chúng ta có các từ ngữ đó là từ từ trống ha, mỹ thuật nè, đàn nè, say mê, khiêu vũ thể thao, bản nhạc, vui vẻ, trang phục, âm nhạc, máy quay phim, hào hứng, giá vẽ. Như vậy các em sẽ xếp các từ ngữ này vào 3 nhóm: A chỉ môn nghệ thuật, B là chỉ dụng cụ tham gia hoạt động nghệ thuật, C là chỉ cảm xúc khi tham gia hoạt động nghệ thuật. Như vậy từ trống ở đây, trống ở đây là từ thuộc nhóm nào? Đó là dụng cụ khi tham gia hoạt động nghệ thuật. Còn mỹ thuật, khiêu vũ thể thao, rồi âm nhạc, đó là chỉ môn nghệ thuật. Rồi đàn nè, đàn, máy quay phim, trang phục, giá vẽ là chỉ dụng cụ tham gia hoạt động nghệ thuật. Rồi chỉ cảm xúc khi tham gia hoạt động nghệ thuật, đó là say mê, vui vẻ và hào hứng. Như vậy các từ ngữ chỉ môn nghệ thuật đó là mỹ thuật nè, khiêu vũ thể thao, âm nhạc. B chỉ dụng cụ khi tham gia hoạt động nghệ thuật đó là trống, đàn, máy quay phim, trang phục, giá vẽ. C chỉ cảm xúc khi tham gia hoạt động nghệ thuật đó là say mê, vui vẻ và hào hứng. Tiếp theo số 2 nhỏ là tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong tranh dưới đây. Như vậy thì các em hãy đọc, quan sát tranh và chúng ta đọc tên các nghề nghiệp ở dưới tranh để chúng ta tìm cái từ ngữ chỉ hoạt động cho phù hợp. Như vậy các em đọc nghề nghiệp của từng người ở trong tranh nè. Đọc nghề nghiệp của từng người trong tranh. Rồi sau đó chúng ta nêu cái hoạt động nổi bật của mỗi người. Ví dụ như ở đây ca sĩ, các em thấy tranh 1, ca sĩ thì cái hoạt động của ca sĩ đó là hát. Rồi hoạt động của họa sĩ thì người ta sẽ là vẽ. Rồi nhạc công thì chúng ta thấy là hoạt động của họ là chơi nhạc cụ, đánh đàn ở đây. Rồi diễn viên múa thì hoạt động là múa. Người quay phim thì sẽ là quay phim. Còn nhà điêu khắc thì sẽ là chạm trổ. Như vậy ca sĩ sẽ là ca hát, họa sĩ thì vẽ, nhạc công thì chơi nhạc cụ, diễn viên múa thì múa, người quay phim thì quay phim, nhà điêu khắc thì chạm trổ. Tiếp theo số 3 nhỏ là đặt 1-2 câu về hoạt động nghệ thuật có từ ngữ ở bài tập 2. Ví dụ như ca sĩ đang ca hát say sưa, tức là chúng ta sẽ đặt câu về cái hoạt động của môn nghệ thuật có từ ngữ ở bài tập 2 này. Cô ví dụ như là diễn viên múa đang hăng say tập luyện thì chúng ta thấy có diễn viên múa nè. Rồi người quay phim đang vất vả để quay được những cảnh phim đẹp. Tiếp theo số 4 nhỏ đặt câu hỏi cho từ ngữ được in đậm. A Moya nảy ra sáng kiến viết một bản nhạc để thay thế cho bản nhạc bị đánh rơi. Như vậy ở đây chúng ta có từ ngữ in đậm là để thay thế cho bản nhạc bị đánh rơi. Thì các em hãy đặt câu hỏi cho những cái từ ngữ in đậm này. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Mỗi cái bộ phận in đậm thay thế cho bộ phận ở đây là để làm gì, thì em hãy đặt câu hỏi cho cái từ ngữ để in đậm này. Moya nảy ra sáng kiến viết một bản nhạc để làm gì? B để tạo ra những chú heo đất, những người thợ đã miệt mài làm việc. Như vậy những người thợ đã miệt mài làm việc để
để làm gì? Để tạo ra những chú heo đất. Sai nhiều người đến đây để chiêm ngưỡng những bức tượng đồng đặc sắc này. Như vậy nhiều người đến đây để làm gì? Để chiêm ngưỡng những bức tượng đồng đặc sắc này. Như vậy các em sẽ đặt câu hỏi cho những cái từ ngữ in đậm là: A. Moya nảy ra sáng kiến viết một bản nhạc để làm gì? B. Những người thợ đã miệt mài làm việc để làm gì? C. Nhiều người đến đây để làm gì? Rồi tiếp theo là phần vận dụng. Giới thiệu về một bài hát đã học trong giờ âm nhạc mà em thích. Như vậy các em hãy chọn một bài hát mà mình đã học ở trong giờ âm nhạc. Và các em sẽ giới thiệu về tên bài hát, là người sáng tác, nội dung của bài hát. Thì phần này các em sẽ chọn bài hát mà mình thích và chúng ta sẽ vận dụng để mà thực hành. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.